Mến chào tất cả các cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thức làm món thịt heo quay chảo. Thì cái món này nó rất là tiện cho những ai không có lò nướng hoặc không có thời gian, vì mình có thể ướp thịt xong trong vài tiếng đồng hồ rồi thì mình chiên mà không cần dùng tới lò nướng. Và cái thịt mà để làm cho cái món này thì mình cần phải khi mua miếng thịt thì cần phải mua cái miếng thịt nó hơi bằng phẳng một tí và nó không có nhiều mỡ hoặc là cái da nó không có dư nhiều quá. Và cô chú và anh chị em có thể mua cái miếng thịt nó bằng phẳng giống như cái miếng thịt của mình ở đây thì được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ về phần gia vị. Thì ở đây cái thịt heo mà mình dùng hôm nay là 2 pound 2 hoặc là 900 gram. Và cái miếng thịt này sau khi mình mua xong về thì mình cũng đã cạo sơ cái phần lông và mình đồng thời mình cũng cắt đi những cái phần mỡ hoặc cái phần da xung quanh của nó rồi. Rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cô chú và anh chị em rửa cái miếng thịt này. Rồi thì bây giờ mình cho cái miếng thịt vào cái thau như thế này. Thì mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê muối với lại là 2 muỗng canh giấm. Rồi, thì bây giờ mình cho nước vào ngập cái miếng thịt. Rồi sau đó mình dùng tay mình rửa cái bề thịt cũng như là cái bề mặt của nó rồi dùng nước mình xả lại một vài lần là được. Okay, mình cứ tiếp tục mình xả khoảng một hai lần mình xả được hai lần thì cái miếng thịt nó cũng đã rất là sạch rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt miếng thịt này ra làm đôi tại vì miếng thịt mình cũng hơi lớn. Cắt nhỏ ra để tí nữa khi mình chiên nó sẽ dễ dàng hơn. Nó thì cứ cắt nhỏ ra như vậy là được. Rồi bước tiếp theo thì mình luộc sơ cái hai cái miếng thịt này. Ở đây mình có sẵn một cái chảo nước ở đây thì mình cho vào một vài lát gừng và một vài lát hành tím để cho nó thơm đồng thời nó khử đi cái mùi hôi của thịt. Và mình cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Rồi thì nước cũng sôi rồi, bây giờ mình cho thịt vào thì mình cho thịt vào mình cho cái bề da xuống dưới. Rồi bây giờ mình tiếp tục luộc cái mặt da này khoảng 3 phút là được. Rồi, bây giờ nó cũng đã 3 phút rồi, bây giờ mình sẽ trở lại xuống mình luộc cái bề thịt khoảng 2 phút. Rồi, thì cũng đã 2 phút rồi thì mình cho ra cái thau như thế này, mình dùng nước mình xả sơ lại. Rồi thì bây giờ mình dùng khăn giấy mình lau khô cái bề da cũng như cái bề mặt thịt trước khi mình làm cái bước kế tiếp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt những cái lai cạn cạn thôi, đừng có sâu quá. Mình cắt vừa qua khỏi cái phần thịt một tí là được rồi. Thì mình cắt những cái lai này để khi mà mình ướp những cái gia vị vào đây nó thấm vào trong cái thịt nó rất là ngon. Rồi, miếng này cũng vậy, thì miếng này mình cắt cái chiều dọc thì để cho cô chú và anh chị em nhìn thấy mình có thể cắt chiều dọc cũng được mà cắt chiều ngang cũng được. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp thì mình chuẩn bị mình đi xăm sơ cái phần da. Thì bây giờ mình lật cái bề da trở lại để mình xăm. Ở đây thì mình dùng cái cây nĩa để mình xăm hai cái miếng da này. Thường thường thì nó có cái cây nó gọi là cái meat tenderizer, mình xăm nó cũng rất là tiện lợi, nhưng mà không phải ai cũng có cái cây xăm đó, cho nên mình dùng cái nĩa như thế này mình xăm để ai cũng có thể làm được. Và sau khi mình xăm thì nó có sẽ tươm ra cái phần nước mỡ bên trong, mình dùng cái khăn giấy mình lau cho nó khô là được. Rồi tiếp theo sau đây thì mình sẽ chuẩn bị mình ướp thịt. Ở đây mình có sẵn tất cả những cái phần gia vị mình đã chuẩn bị rồi, bây giờ thì mình cho chung vào trong một cái tô để mình trộn lại rồi để mình ướp thịt. Và hôm nay mình dùng ở đây là bột hành cũng như là bột tỏi. Thì lý do mình xài bột hành hoặc bột tỏi là để tránh tình trạng khi mình chiên thịt cái thịt
nó không có bị cháy khét. Nếu như cô chú và anh chị em không có bột hành, bột tỏi thì mình có thể dùng hành tươi hoặc là tỏi tươi, mình vắt lấy nước xong rồi mình ướp thịt, nó cũng thơm như vậy thôi. Rồi thì bây giờ đây là một muỗng canh bột tỏi, một muỗng cà phê bột hành. Một muỗng cà phê tiêu đen. Rồi, một muỗng canh đường. Xin lỗi, một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột niêm và một muỗng cà phê bột ngọt thì tùy thích, nếu cô chú và anh chị em không thích bột ngọt thì không cho vào cũng không sao. Và một muỗng cà phê muối. Và ở đây thì mình dùng là một muỗng canh rượu mai quế lộ. Và cái rượu mai quế lộ này thì mình sẽ cho thẳng vào trên cái bề mặt của thịt, mình không cho vào chung với những cái gia vị này, vì mình ướp vào thịt thì nó sẽ thơm hơn. Và đồng thời mình dùng ở đây là nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Thì ở đây bột ngũ vị hương mình xài loại này. Rồi, bây giờ thì mình quậy đều những hỗn hợp này lại xong rồi mình sẽ cho lên thịt. Rồi, trước hết thì mình cho cái một muỗng canh rượu mai quế lộ này lên trên cái bề thịt của hai miếng thịt này. Rồi, tiếp theo thì mình cho cái phần gia vị này vào trong những cái lần mà mình đã cắt như thế này, thì khi mình ướp nó thấm rất là ngon. Và mình tránh tình trạng đừng cho những cái phần gia vị này dính vào trên cái phần da, thì khi mình chiên nó sẽ bị cháy khét, nó sẽ không ngon. Rồi cứ tiếp tục mình cho những cái phần gia vị này vào những cái lần mà mình đã cắt như thế này. Rồi thì bây giờ mình lật cái bề da trở lên, mình lau khô một lần nữa để mình sẽ cho cái nước giấm và muối vào. Rồi thì ở đây mình dùng là một muỗng canh giấm. Rồi mình dùng cái cọ mình quét trên cái bề da như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ rắc lên một lớp mỏng muối. Thì muối ở đây mình không có mặn đâu cô chú và anh chị em, đừng có sợ. Thì khi mình nướng nó sẽ, hoặc là mình chiên nó sẽ nổ tung những văng muối ra hết, thì nó không có còn muối trong cái da đâu, thì nó không có mặn đâu, thì đừng có lo. Rồi thì cái còn một miếng là một miếng thịt, mình cũng làm giống như vậy thôi. Rồi bây giờ mình cũng rắc muối lên xong rồi mình cho ra một cái tray, mình để sang một bên. Rồi thì bây giờ mình sẽ để cái hai miếng thịt này sang một bên cho cái phần thịt nó ngấm gia vị và cái da nó sẽ khô hơn một tí, thì khi mình chiên nó sẽ ngon hơn. Thông thường thì cái miếng thịt mình để không như thế này khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì thịt cái phần da nó sẽ khô để mình chiên được. Nhưng nếu cô chú và anh chị em muốn cái thời gian nó nhanh hơn thì mình có thể dùng cái máy sấy hoặc là cái quạt quạt trực tiếp lên cái phần da thì nó sẽ khô nhanh hơn. Rồi thì riêng mình thì mình đã dùng quạt, mình quạt trên cái phần da của hai miếng thịt này 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ nó đã khô rồi, mình sẽ chuẩn bị chiên. Giờ ở đây mình sẵn có một cái chảo dầu ở đây. Bây giờ thì mình sẽ thử cái phần dầu của nó đủ nóng để chiên bằng cách là mình chạm vào cái đáy chảo như thế này, thì nước bọt nó sôi lên là cái dầu mình nó đã nóng rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào trong đây là 3 muỗng canh bột bắp. Nếu cô chú và anh chị em không có bột bắp thì cho bột năng cũng được, cũng không sao. Và đây cũng là cái mẹo, cho nên khi mà mình cho bột vào thì bột sẽ hút nước, mình cho thịt vào thì dầu nó sẽ không có văng lên. Và bây giờ thì cái dầu của mình nó cũng sôi lên rồi, mình sẽ cho thịt vào. Và khi mình cho thịt vào thì mình cho cái bề da xuống trước. Và đồng thời mình chiên ở cái lửa dừa hoặc là thấp. Đó, thì mình cứ cho cái hai cái miếng thịt vô, cho cái bề da xuống như thế này. Và trong lúc này thì mình nên chịu khó mình xay cái miếng thịt vòng vòng để cái miếng thịt nó không có nằm một chỗ thì nó sẽ bị cháy khét dễ hơn. Đó, thì mình cứ tiếp tục mình cho miếng thịt mình nó cứ di chuyển vòng vòng như thế này. Rồi thì sau 15 phút cái miếng thịt nó cũng ngả lên màu vàng và nó bắt đầu, cái da nó bắt đầu nổ
chút chút rồi. Thì bây giờ mình cho mình sẽ chuyển cái lửa thành lửa rất là cao, và mình úp cái mặt da nó như thế này để cho bắt đầu da nó sẽ nổ. Và ở đây mình dùng cái rắc mình để xuống dưới để cho cái tránh cái phần da nó sẽ bị cháy khét. Nếu cô chú và anh chị em không có cái rắc giống như của mình thì cũng cứ tiếp tục mình quay vòng vòng thì miếng thịt nó sẽ không bị khét và nó nổ rất là đẹp. Thì hiện tại bây giờ cái miếng thịt của mình coi như là nó vàng rất là đẹp rồi, và nó cũng đã nổ muốn gần xong rồi. Thì mình sẽ chiên khoảng 1-2 phút nữa thì mình sẽ cho ra. Đây, miếng thịt của mình bây giờ nó đã nổ hết rồi. Và cái mình bây giờ mình sẽ cho cái da nó giòn thêm một chút xíu nữa, mình sẽ cho ra dĩa. Bây giờ cái da cũng rất là giòn rồi và nó cũng đã nổ đều rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Rồi, mình cũng vừa cho ra dĩa hai cái miếng thịt heo quay ở đây. Nó rất là thơm. Và cái da của nó rất là giòn và nó đã nổ rất là đẹp. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Nó rất là giòn. Phần bên trong của nó chín rất là đều và nó không có bị khô. Bây giờ mình đã có được một cái dĩa thịt heo quay ở đây. Nó rất là thơm ngon và cái da của nó rất là giòn. Như vậy thì cái video chia sẻ cách thức làm món thịt heo quay chảo của mình hôm nay đến đây xin khép lại. Chúc cô chú và anh chị em thành công theo cái cách làm này. Và nếu như yêu thích cái video của mình hôm nay thì xin vui lòng nhấn vào nút like hoặc chia sẻ để mọi người cùng làm. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị em đã theo dõi cái video và ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye bye.